Yo, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Vèo gái là chuẩn bị hết năm rồi. Cuối năm là một khoảng thời gian để chúng ta làm gì? Để chúng ta cùng nhau nhìn lại một năm vừa qua và... có một cái mặt như thế này. Ui, sao chưa gì mà đã hết năm rồi. Mới ngày nào mình còn ngồi mình nói với mọi người là năm nay mình sẽ có những cái dự định rất là lớn. Mình sẽ không tiêu xài hoang phí, mình sẽ tiết kiệm tiền. Ấy vậy mà đến bây giờ, dự định lớn thì vẫn chưa làm mà tiền thì cứ... Nhưng mà thôi không sao, bởi vì nếu như không có gì thay đổi thì sang năm là mình sẽ mất đi cái quyền tự do tài chính. Đồng tiền không xuất hiện từ bên trong lưu thông, nó phải xuất hiện từ bên ngoài lưu thông, mà cũng chính là từ bên trong lưu thông. Hay nói cách khác là sang năm là tiền của tôi, nhưng mà tôi phải đưa cho người khác giữ. Tạm gọi là đặc vụ quy. Đấy, thế nên là thôi thì tranh thủ khi mà mình còn được làm chủ bản thân ấy, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cú shopping cực mạnh, mua đồ chơi cuối năm cho PlayStation 5. Và cái món đầu tiên cực kỳ xịn, màn hình chơi game mới View Sonic luôn, xịn tết. Mặc dù là mình đã có tới 3 cái tivi rồi, 50 bỏ xó không dùng tới, nhưng vẫn phải quẩy ngay thêm một con màn mới về để sau này setup một góc chơi game riêng, vì nhà sắp có thêm người làm riêng cái góc chơi game cho nó đỡ bạo hành gia đình. Đấy, có lý do vì sao mà mình lại chọn cái màn View Sonic này ấy. Vì quảng cáo đúng không? Tao cho mày nghỉ việc ngay bây giờ, thiếu chuyên nghiệp. Đó là bởi vì cái màn này nó có những cái đặc điểm mà dành riêng cho PS5. Đó. Theo View Sonic thì mình cũng đang dùng một cái màn 2K khá là ngon rồi, nhưng mà con này thì đặc biệt là đặc sản mới, vừa mới ra mắt của View Sonic. Một cái màn hình 4K 150Hz. 4K mà 150Hz. Thôi thì đã không chơi thì thôi, mình chơi là phải chơi đồ xịn. Giá thì cũng không đáng bao nhiêu cả, gần 22 triệu. Hay nói cái khác là tôi mua đồ chơi cho PS5, nhưng mà riêng cái màn này nó còn đắt hơn cái PS5 của tôi. Nghề chơi là cũng lắm công phu. Rồi, bây giờ thì sẽ lắp cái màn hình này lên đã. Đơn giản, dễ dàng. Đấy, giá trị của đồng tiền nó là như vậy. Mượt thật đấy. Cắm thử lên xem như thế nào. 28 inch, 4K, nhìn chất lượng này, trông trông này, đồng tiền nó đáng đây anh em, nhìn này, nhìn nhá. Ui, đấy, IPS HDR luôn. Wow, trông được thực sự. Đó, đây là một trong những cái màn hình 4K hiếm hoi ở thời điểm hiện tại mà có hỗ trợ cái HDMI 2.1 của PS5. Bình thường cái tivi phổ thông mà anh em mình hay dùng thì gần như là rất hiếm có một cái tivi nào nó hỗ trợ được chuẩn HDMI 2.1 để mà chúng ta chơi những cái tựa game frame rate nó cao ấy. Bình thường thì tivi chỉ đâu đấy khoảng 60Hz gì thôi, nhưng mà riêng cái này thì tận 150Hz. Đấy, thế nên là mọi người hoàn toàn có thể cắm PS5 vào và hoạt động tương thích, gọi là 100% luôn. Ăn tiền là nó ở đây này. Công thái học quay 360 độ luôn. Đấy, thế là không chỉ riêng về chơi game mà mọi người mua về, mọi người làm việc, mọi người giải trí, mọi người làm bất cứ cái gì đều cực kỳ ngon. Đây, đằng sau cũng rất đầy đủ cổng kết nối này, 2 HDMI này, HDMI hỗ trợ 2.1 nha. Chúng ta có cả DisplayPort này, 2 cổng DisplayPort, và chúng ta sẽ có cả thêm một cổng Type-C để mà anh em nào mà dùng mấy con MacBook bây giờ ấy, chỉ cần một sợi dây thôi là có thể kết nối được với cái màn hình này.
Thì đương nhiên với cái mức giá này là coi như chúng ta phải có đầy đủ đồ chơi đúng không? Không những có đầy đủ đồ chơi mà có còn thừa cả đồ chơi để mà anh em tha hồ sử dụng và trải nghiệm. Đấy, thôi thì 20 mấy triệu thì tốt nhất là nó nền ngon như thế này. Rồi, đây khi mà mình kiểm tra bên trong thì PS5 nó nhận đúng này, độ phân giải là 4K. Và hiện nay thì mình đang không chơi game gì cả, hay nó sẽ nhận là 60Hz. Tuy nhiên khi mà chúng ta chuyển qua những tựa game hỗ trợ FPS cao, những cái tựa game đối kháng, những cái tựa game FPS ấy, thì nó sẽ có thể hỗ trợ được tối đa cho PS5 là lên đến 120 frame cho 120Hz. Đó, mà thật ra còn cái màn này nó tận 150Hz cơ. Nó rất là thừa đủ để chúng ta có thể trải nghiệm bất cứ một cái tựa game gì trên PS5. Đấy, uầy, nó phải đẹp như thế này chứ. Đó, nhưng mà độ chính xác màu thì cái màn hình này cũng rất là cao. Thế nên là ngoài việc mọi người có thể dùng để giải trí, chơi game, xem phim giống như mình đang làm, thì mọi người cũng có thể sử dụng để mà thiết kế đồ họa các thứ, không có vấn đề gì cả. Thì đây là một cái màn hình rất là đa dụng. Nếu ở cái mắt nhìn của mình thì thậm chí cái màn ViewSonic này nhìn nó còn sướng hơn là cái TV 65 inch mà mình đang dùng nữa. Rất là đẹp, màu sắc HDR các kiểu các kiểu. À, sẽ thử chơi một tựa game đầy màu sắc xem như thế nào. Với cái kích thước 28 inch mà chúng ta chơi game ở khoảng cách một cái màn hình máy tính thông thường ấy, thì như thế này có thể coi là một cái màn hình rất rất là to. Đấy, Tora cũng không thể cưỡng lại được cái sức hút của cái màn hình này đúng không? Cái màn hình này nó đẹp quá đúng không quen. Qua đây bạn ơi. Đấy, xuống đi ạ. Đây, tôi vẫn chưa bao giờ hết bất ngờ về cái sự xịn sò của PS5. Mọi người nhìn game đang chơi nhá, cái tay cầm này đang đứng trong môi trường gió, tay cầm này nó phát ra cái tiếng y như tiếng gió luôn. Đó. Thấy không? Thấy không? Thấy xịn không? Cảm giác như kiểu là chúng ta đang hòa làm một với cái thế giới của thế giới game ấy. Rơi xuống nước nhá. Ôi. Và vì nó là IPS ấy, thế nên là ủa, góc nhìn các thứ gần như là không bị thay đổi, góc nhìn rất là rộng. Đấy. 25 củ của tôi nó phải như thế. Nhưng đương nhiên là chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở cái màn hình này đúng không? Vì đã chơi là phải chơi cho chót. À, mình còn mua thêm một cái món đồ nữa để mà update cho con PS5 của mình. SSD 1T. Vì như mọi người đều đã biết thì giờ đây chúng ta có thể tự nâng cấp cái bộ nhớ bên trong cho PS5. Thì mình chưa thử bao giờ thì hôm nay sẽ thử tháo nó ra và lắp cái SSD 1T này vào để xem như thế nào. Thì đây là cái SSD đến từ Kingston. Đó, mọi người nhìn thấy cái tên này. Đó, với giá khoảng 5 triệu cho 1T. Thì đây là cái SSD Gen 4 tốc độ nhanh nhất ở thời điểm hiện tại. Đã chơi là chúng ta phải chơi đồ hiệu, đồ xịn. Không thì trẻ con nó cười cho. Đây cũng là cái SSD đang được chứng nhận là hoạt động cực kỳ hoàn hảo cho PS5. Do đó anh em nào mà đang dùng PS5 cũng có thể cân nhắc mua cái này về để sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử xem là nó sẽ như thế nào. Đây. 5 triệu đấy Duy ơi. Bắt đầu em yêu khoa học này. Mình chưa bao giờ mình tháo cái PS5 ra bao giờ ấy. Lần này thử tự lắp SSD xem là nó có khó hay không. Đầu tiên là mình phải cho cái mặt logo nó úp xuống dưới. Ok bạn ơi. Nè, cầm vào cái logo PS này. Oh! Uầy, nó đơn giản đến mức không tưởng đấy. Mình cứ tưởng là phải kiểu nhưng mà khậy nhẹ phát thôi là ra luôn này. Ôi, đồ lắm không mở ra, mọi người nhìn bên dưới này. Toàn hương hoa hương cỏ của các con tôi. Khiếp, toàn lông. Lông của đứa nào. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm cái chỗ để mà mình lắp cái SSD này vào. Và mình không biết là nó ở đâu cả. Ở đâu? 20 minutes later. Sau khi tôi mở nó ra xong rồi thì tôi mới nhận ra là tôi mở nhầm bên quý vị và các bạn. Đây, mặt logo phải úp xuống dưới nha mọi người. Đấy, ông nào mở PS5 mà bị xước ở trong này ấy, vứt. Đây thì chúng ta sẽ lắp cái SSD vào trong chỗ này. Đó, nói chung là cái quá trình tháo ra ban đầu nó hơi ngượng tay một tí thôi, nhưng mà tháo lại vài lần là chúng ta sẽ quen ngay. Bây giờ thì mình sẽ vặn cái này ra. Đấy, tôi rất là kiểu ngu mấy khoản kiểu liên quan đến lắp đặt các thứ như này, nhưng mà mình có thể làm được thì mọi người cũng làm được. Đó. Sau khi tháo nó ra thì mọi người sẽ bỏ cái khay đựng này ra này, bỏ cái lắp này ra.
Đây, trượt nó ra như thế này, chúng ta sẽ có ngay một cái slot SSD ở phía bên dưới. Rồi, bây giờ thì sẽ tìm cách để lắp cái này vào. Cái SSD này thì, nếu như so về tốc độ thì nó là tốt trên thị trường, nhưng so về giá thì nó thậm chí còn rẻ hơn một số hãng đối thủ như kiểu của Samsung hay của WD ý. Cái này là mình làm theo kiểu nghiệp dư thôi, mình xem hướng dẫn là mình làm theo thôi. Có gì không đúng thì kệ anh em, bởi vì chắc gì mấy ông đã có biết nào. Làm gì có mà lắp SSD, đúng không? Nó có sẵn một cái khớp ở đây này, chúng ta chỉ việc dí vào nghe tiếng khực một phát là xong. Đấy, khực một cái. Sau đó thì mình dí con ốc vào thôi. Đấy, sau đó thì mình sẽ vặn nó vào như thế này. Chứ là quá trình lắp đặt thì nó cũng khá là đơn giản dễ dàng thôi. Xem hướng dẫn một lần xong là chúng ta sẽ làm theo được. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ những cái phần còn lại sẽ chỉ là đóng nốt con ốc nó vào thôi. Đó. Easy đúng không? Tôi mở nhầm bên. Mình sẽ căn cái chốt ở phía bên dưới, sau đó mình sẽ đẩy nó vào. Như vậy là xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cắm lên xem là cái SSD nó đã nhận chưa. Giờ phút của sự hồi hộp này. Ok. À ha, nói chung nó rất đơn giản thôi. Sau một vài cái màn bậy mãi không ra, xong rồi rơi mất con ốc các thứ thì mình cũng đã lắp đặt thành công. Đó, chỉ vài bước thôi là chúng ta đã có thể lắp được thêm cái SSD rồi. Vì cái SSD Kingston này thì được cái chứng chỉ của PS5 là hoạt động tương thích 100%. Thế nên mọi người chỉ cần lắp đúng thôi là nó sẽ nhận. Sau đó thì máy nó sẽ thực hiện format và chúng ta sẽ có thêm 1TB bộ nhớ cho PS5. Khi mà mình vào bên trong cái mục bộ nhớ này thì đã có thêm M2 SSD này. Đó, bây giờ mình sẽ thử chuyển một cái game ở bên bộ nhớ của máy sang xem như thế nào. Mình sẽ chọn chuyển thử cái game Spider-Man sang đi. Rồi, mình sẽ chuyển nó sang bên cái ổ cứng thứ hai. Ok, các bạn nhìn thử cái tốc độ chuyển nhá. Cái game này, ui, sao lại như thế? Cái Spider-Man lúc ấy mình bấm vào mình không nhớ nó hiện bao nhiêu, nhưng mình nhớ là khoảng 50 mấy ghi. Mà mọi người nhìn cái tốc độ nó chuyển này. Nó nhanh như cái cách mà Hải Triều bị người yêu chia tay vậy. Đây, mình sẽ thử khởi động game từ ổ cứng để xem như thế nào. Đây, mình sẽ mở thử game từ cái ổ cứng SSD mà mình vừa lắp. Thử nhá. Play game, xem tốc độ khởi động như thế nào. Sao còn chưa kịp làm gì mà đã lốt vào rồi. Nhanh không kém gì, nếu như không muốn nói là nó nhanh tương đương so với cái ổ cứng bên trong của máy luôn. Đấy, không có gì khác biệt cả. Vào game phát là lên luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình load game nhá. Ok. Rồi, đây có thể xem một cái lựa chọn khá là hay. Nếu như mà anh em nào đang muốn tìm kiếm một cái giải pháp để gia tăng bộ nhớ cho PS5 thì mọi người có thể tham khảo cái SSD này. Quá trình lắp đặt nó cũng rất đơn giản, dễ dàng, và một khi lắp vào phát là máy sẽ nhận luôn, và tốc độ thì cũng siêu khủng khiếp. Mình chỉ nói đơn giản là tốc độ của nó sẽ nhanh tương đương với SSD có sẵn trong máy của PS5, là mọi người hiểu rồi, đúng không? Rất là nhanh. Rồi, sơ bộ thì nó là như vậy. Hôm nay thì cùng mọi người mua thử thêm một vài những cái món đồ chơi cho con PS5 của mình. Em yêu khoa học một tí, thử tháo PS5 ra và thử lắp SSD để xem nó có dễ dàng hay không. Nhìn chung thì thiệt hại của video ngày hôm nay sẽ là khoảng bao nhiêu nhỉ? Là 30 củ rồi đó quý vị. Và còn cái dự định lớn lớn mà mình định làm là cái gì thì... thôi thì làm bán game đã giới tính nha.